Từ điểm này, đúng không? À. Đó, từ điểm này đây chạy chân tóc, chạy chân tóc cái phần gáy này, ngón tay. Đấy, nhưng mà tóc này sẽ cắt dài hơn một tí, dài hơn hai ngón tay một tẹo. Còn thường thường chuẩn là hai ngón tay. Ngón tay đây là. Hơi cúi chạy lên. Hình dung ra chưa? Một là nếu như các bạn chưa kỹ năng cầm tóc chuẩn thì có thể là cầm cái kéo. Kéo bấm đường ngang giảm chân tóc không độ. Nếu mà gọi là đây là dành cho những các bạn mình gọi là chưa hiểu về chưa có độ chuẩn thì cái đường ngang gọi chúng ta gọi là đường lai và đường lai này khác hàng. Đường lai này thì hiện tại chúng ta đang tìm được chuẩn của đường lai, chúng ta gọi là cái đường lai này. Cái đường line này tùy vào tóc này thì hai chị em mình chúng ta sẽ sử dụng chiếc góc 90 độ để làm sao cho cái đường line nó mềm lên một tí nhé, đường line nó mềm một ít rồi, được chưa? Tiếp tục này. Tóc này chiếc này làm đường line nó mềm lên một tí nhé, 90 nhé, để nó mềm ra, nó không làm mất cái độ dài mà nó tạo độ cho tạo độ mềm. Còn đây là cái con thuyền thì cái nhìn chạm xuống cái đường line nó không bị mất, không thường là có độ mềm hơn, đó. Nó có độ mềm hơn. Thì tùy từ mái tóc thì chúng ta có thể là giật từng cao hay thấp. Có những mái tóc này chúng ta đang cắt là sát bốp nhá, hoặc bốp classic cũng được, đấy bốp classic cái đẹp đi. Đấy, đấy. Đấy nha, làm điểm tâm chính giữa, tâm chính giữa và cắt 45 yếu thì yếu á, yếu thì bật mở mày đây, yếu gì mà yếu. Đấy, anh em mà chia sẻ cho một cái đi, đội cho mọi người chia sẻ một cái đây. Từ cái điểm duy nhất chúng ta sẽ kết hợp anh chị em ý đây, từ cái điểm duy nhất đây nha, đây là điểm chúng ta vừa lấy cái điểm này chúng ta sẽ chia. Đây chúng ta để ý này, chia chéo này, đây, chia chéo này, thực hiện đường cắt ngang này, đường này cắt ngang nhá, đường cắt ngang. Minh Hảo nhá. Tiếp tục này, chia chéo này, thực hiện đường cắt ngang này, thực hiện đường cắt ngang này. Nếu mà chia ngang cũng được nhưng mà sợ các bạn chia ngang là các bạn sẽ bị cắt mất cái đường line của nó. Đây, hoặc là tiếp tục này, ra đường này thì chỉ còn đường line là nhiều thôi nhá. Đường line là nhiều, các bạn nên nhớ đường line là nhiều. Đây đường này nó chỉ còn là đường line là đường khung viền đấy. Hình dung ra chưa? Thấp tốc độ. Đây tiếp tục này, chia chéo này. Kết hợp theo cái đường chúng ta đã cắt này. Hai thu vào một. Chia chéo tiếp này. Đấy. Đi qua tường còn lại là đường line này. Và đường cuối cùng đây là đường line là đường phong diện này. Đây này. Cái đường line này là đường phong diện thì chúng ta thường thường là nó sẽ là đường góc cung độ, thường nó là góc cung độ. Như các bạn chạy xuống mà nhìn thấy cái video của anh Vương về mình xem này. Đó, chắc có điểm là quay tốn chút lực. Đây anh quay góc độ này. Tiếp tục đường thứ hai. Có mắt sâu đâu nó sẽ vỡ. Tiếp tục nha. Tiếp tục đường chiền. Thì chúng ta tiếp tục follow theo là lấy một đường tâm chính giữa cho anh. Góc này chúng ta sẽ check tùy vào tóc này thì anh sẽ check khoảng 25 độ so với da đầu. 25 độ này. Anh nhìn cái 25 độ này. 25 độ này.
Và tiếp tục tùy điểm này ra chia chéo. Chia chéo trải vu góc tương tác. Cái đường chia chéo này để giúp các bạn là gì? Lấy điểm chuẩn, thứ hai là cắt nó chuẩn hơn. Còn chia bằng kia thì nếu mà chia ngang thì anh thường anh cắt chia cắt để chia ngang. Rẻ quá thôi ạ. Xem hình thôi, xem hình thôi chứ mình xem tiếng là làm gì. Nguyễn Huyền, thầy ăn sáng chưa? Ăn rồi nhá, thầy tiếp tục nhá. Tiếp tục đường chia chéo. Tiếp tục. Hello tất cả mọi người. Đây, có cái đường các bạn nhé. Đường la, bắt đầu. Đây là tiếp tục chia chéo. Chúng ta là anh nhé, anh hơi chỉ các bạn chia ngang vài đúng không? Cảm ơn chị Huyền. Chia ngang về trải cắt rồi đúng không? Chia ngang trải cắt này. Đó là chia ngang trải cắt thì anh thường nếu anh cắt anh chia ngang trải cắt, còn để chỉ các bạn anh chia đường chia chéo để các bạn nhìn thấy nó dễ hơn. Không phải là dễ hơn mà để nhìn có đường chuẩn hơn. Còn đường ngang kia là dành như gọi là mình cắt thực sự nhiều kinh nghiệm rồi mình cắt đường ngang rồi. Đó, tiếp tục này. Điều này thì chúng ta thả thẳng xuống. Cái này thì gần như là chúng ta nếu mà tính ra chúng ta cắt không độ. Gần như là nó dạng như không độ. Gần như dạng không độ. Ok, anh chào em nhá. Không độ. Thường dạng nó là không độ. Tại vì nó nằm xẹp như thế này mà nó có rất là đó. Được chưa? Thường là không độ. Điểm này thì nó sẽ bị nặng. Điểm này thì chúng ta sẽ phải tỉa rất là nhiều. Điểm mềm, điểm này nhìn thấy không độ đấy. Đấy, thì sang bên hai bên bằng tay. Hai bên bằng tay. Chúng ta sẽ thực hiện đường hello anh Quân. Anh ý nè. Một có thể chia dài, hai chia mỏng. Nếu như mà để mà trong ứng dụng thì cái đường này nó là đường line con diền chưa, tiếp tục để tạo đường line thêm để cắt không bị hõm không bị lõm thì các bạn trải hết đường sâu nhé. Trải đường sâu ra đi này, các ai làm đúng không, ai làm đúng không. Đấy, sau khi trải đường này thì chúng ta check cái đường trước, check cái mặt trước để cắt tạo đi cái điểm nhọn của này, cái điểm nhọn này. Đó. Bây giờ là cái điểm này là nó điểm lai, gần như chúng ta không chạm tới đấy. Rồi tiếp tục. Đây. Tiếp tục. Mình chia tiếp đi. Đây, đường lai của nó có chuẩn đây này. Giờ chỉ có giơ lên góc cắt thôi mà. Đó. Tiếp tục. Nó có đường line sẵn rồi, đừng không đường sẵn, các bạn cắt đi. Mình quân, thầy chỉ chọn những hôm em không có mặt, mấy giờ hết võ nghệ ra vậy, nỡ hẹn. Đây, tiếp tục. Được chưa? Hôm nay tiếp tục, bây giờ tiếp tục. Đã có phần diện sẵn, gốc này gần như là không độ. Gần như là không độ. Hello, chị ngoan nhá. Thì cần cắt chuẩn cái đường của mình là phát là đường dưới các bạn vừa làm thôi. Sang bên này. Đây. Tiếp tục anh sử dụng làm đường lai chứ. Hình dung ra chưa? Tóc dài, tóc ngắn nó đều có form và khuôn diềm của mái tóc. Nếu chúng ta không xác định được form và khuôn diềm mái tóc thì chúng ta cắt phát là tí là nó sai hết. Để anh cắt cho các vậy. Tiếp tục. Dám làm được hết. Thank you.
Rồi, đây tiếp tục đã có đường line nha các bạn ý nha. Đã có đường line rồi. Thì những cái đường này các bạn nhìn thấy là cái đường hướng chảy các bạn. Tất cả mọi người nhá. Hướng chảy các bạn. Không lộ này chứ. Nhìn thấy đường cứu dưới chưa? Đây. Tiếng cái nhuộm màu gì em? Cái nhuộm màu rồi nhuộm nâu luôn. Nâu bộ anh xin ra thì... Xin ra thì nó đã ảnh hưởng. Nhuộm màu gì em? Mở cái một tối. Bây giờ khi lớp này các anh em mình dùng gần. Nhìn dơ thì dơ này nhưng mà thực chất là nó là không độ. Thực chất là nó là không độ. Trên nó nằm chèo. Thì nó đã có điều chuẩn sẵn rồi. Bây giờ tóc này bây giờ chỉ cần sấy và ăn nó gần như nó tạo nếp ở bào con thôi. Đây, tiếp tục. Ở trên này. Trên này thì các bạn sẽ chia đôi 50-50 ra nhé. Này đơn giản mà. Công việc chúng ta vẫn ép cơ bản. Cơ bản là bây giờ đã chảy như thế này rồi ấy, thì hình dung ra này. Đã chảy như thế này rồi thì các bạn hình dung ra này. Chảy hết về là chết lên. Theo điểm cũ đã có này. Cho anh đường cắt. Vòng quanh cả cái đầu này. Một đường tròn. Ta hình dung nó là chiếc nón. Tâm ở giữa và cắt. Cắt đủ ra 4 góc. Đủ ra tất cả các góc ấy. Trừ trước mặt này. Trước mặt thì chúng cũng không cắt được. Nếu như đường dưới là tinh chuẩn thì cần những cái đường này cắt cũng sắp tinh chuẩn. Thì tốc này nó cần đường cắt phải thật chuẩn từ cái lắm nhất cắt đầu tiên. Cái cắt đầu tiên mà không cần. Cho anh Quân nhìn được gì đây? Cái nhất tóc tiếp theo sẽ không chuẩn. 20 mình có mặt tại thành phố Sơn La nha. Hẹn anh chị em tại thành phố Sơn La. Đấy, bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn thêm về cái đường cuối cùng và đường dịch chuyển để sao cho mái tóc này nó bay nhá. Nó tạo ra những đúng là mái layer. Đây, khi chúng ta cắt xong thì nó mới chỉ là cái form diềm cơ bản thôi. Thì chúng ta chải hết đằng sau đi ba. Chải hết đằng sau. Tất cả chải hết đằng sau. Đây kiểm tra xem, tại vì khách hàng khi người ta dùng xong ấy, người ta cắt xong ấy, người ta thường dùng vuốt tay đằng sau. Hơi vuốt tay đằng sau, người ta mình có bát chưa nhá. Như vậy này, thừa này. Thừa này, không cần biết mái 37 hay là 64. Các em cứ tìm cái điểm này cho anh đi. Cắt đi. Đó. Còn một cái điểm rất là quan trọng đó. Một chữ U gọi là hình gọi là... Xin chào anh Nguyễn Tuấn nhé. Gọi là để làm sao là các bạn đang sử dụng máy đây ơi thì các bạn đừng dùng nữa như một khuôn mặt của khách hàng các cái điểm layer ở đây thì anh sẽ layer từ máy trước ok nha để hiểu cái quy cho nha đây đầu tiên là anh xem qua để chiền lúc đấy là anh bảo là cắt cả vòng tròn từ cái ngón thôi nhưng nếu là trước mà cắt đi cái góc này thì tự nhiên cái máy nó sẽ chuyển layer ngay chuyển ngay gần như lần trước, mình chạy trước mình kiểm tra vòng tròn, phải vòng tròn không độ tất cả vòng tròn luôn, thì cái máy tự nhiên nó sẽ được layer một tí, cái máy nó sẽ được layer một tí, từ cái điểm này, máy nó bắt đầu sẽ được layer một tí, máy nó sẽ được layer một tí, và bây giờ chúng ta nhìn cái gì ta lấy cái muốn cái máy đây là được chuyển cái máy nha cái máy thì anh hơi chia sẻ là cái đường cắt của anh sẽ được thẳng vuông góc nó thẳng vuông góc khi mà chảy xuống thì nhìn thấy là chúng ta sẽ nó sẽ ôm vuông vuông cái mặt
yên tĩnh. Điều này chúng ta sẽ trích lại góc lại một cắt một cái điểm nhọn của mái tóc này đi, điểm nhọn để nó di chuyển đường bay. Em bây giờ nhìn để nó dơ lên thì chỗ này nó còn cái điểm nhọn, cái điểm nhọn, cái điểm hình chữ U ở trên nó còn một điểm nhọn, cái điểm nhọn thôi nhé, nhìn cái điểm góc đi, không, cái điểm nhọn đi. Mềm hóa trước. Hôm nay thì khả năng là tí phải bấm phòng vặn 1-2 lớp đấy nữa. Dạ. Hôm nay khả năng bấm phòng vặn 1-2 lớp. Tại vì nó tính đẹp rồi, nhưng mà cái phần này tí ở trên thì không cần phải, ở trên thì không cần phải đọc bấm thuốc uốn ép gì đâu, chỉ bấm phòng thôi, chiếu vào dưới thôi. Sấy nha, cứ xong rồi nó bàn như thế này. Sấy là không sấy. Huỳnh Ti đúng khách quan của em. Sáng nay mà trở về nè anh ơi. Khi QRT thì người ta ăn tối thầy ơi. Ăn tối cũng được nhá, nhưng mà đã làm được gì đâu mà nè. Hãy để kiểm tra xem cái độ bền ở ngoài thấp là có bị định được. 20 thì quên mắt trên đây. Ok, chào 500 anh em nhá. Thầy ăn sáng chưa? Có bên mình đi không? Cái thằng đấy vừa đi tù về mà em. Cái tội hiếp dâm ấy. Chào 500 anh em nhá. Sắp tới thì mình đang sẽ có mặt tại thành phố Sơn La vào ngày 20 tháng 9. 30 sáng được. 20 tháng 9 sẽ có mặt tại thành phố Sơn La để giao lưu cùng với tất cả anh chị em. Ok, chào Đức nha, chào Tặng Kilo nha, chào tất cả các bạn. Tất cả mọi người, tí nữa thì Vương sẽ livestream về phương pháp làm màu nhé, chia sẻ anh em về cách làm màu. Chứ em đi Sơn La với mày đi Sơn La để mày lại lên đây trộm cắp à? Với hai đứa sấy xem là có nó vào như nào nào. Có sấy để xem để tí là tiền mềm. Chào Thịnh Nguyễn nha, chào tất cả các bạn. Khách này là bây giờ là uốn xong đó mới nhuộm em nhé. Khách này uốn xong mới nhuộm. Chất tóc thì cũng khá là yếu. Có để nương sấy để đâu nó bay cái tay cho nó vào, để nó vào nó phong phong. Rồi. Cạo râu không? Sáng này không cạo luôn đi để. Đây mẫu tóc này thì sẽ lên rất là đẹp các bạn nhé. Bởi vì khách hàng đây là mái tóc khá dày nhưng mà điểm trên thì nó hơi xẹp nên tí phải bấm phòng một tí ở trên.
Lúc này tí mềm hóa là chúng ta chạy một lần nhiệt là ok thôi mà. À, đúng là cái vấn đề là ở nhà mình có ba thằng Hà Nội thì cứ thằng lên thằng về. Lần này Tết lên nhá đoàn nhá. Tết lên nhá. Cắt xong phần khung thì các bạn nhìn thấy mái tóc này nó đang còn nặng, tí là chúng ta phải tỉa cho nó có độ mềm. Cái phần này chia hình chữ U sấy lên phát cho nó ấy, chia hình chữ U lên sấy để nó có độ vào, sấy để nó có độ vào. Chị sấy tóc xinh quá, đây là một trong chị sấy tóc xinh quá, một trong những hàng ế của salon Nhất Linh ấy. Hàng này là hàng tồn kho ấy. Nếu em chưa có người yêu thì liên hệ chị lái máy bay nhá. Chị sinh năm 89, chồng hai con rồi. Giờ làm việc cái đam mê thôi chứ còn. 89 mà nhìn giống như kiểu Ngân baby ấy nhỉ. Ngân 98 nhỉ. Đây, cái form diềm này các em nhìn thấy là nó đang có độ nặng. Đây, đây là do sấy này, tay nó chưa được cái này. Đó, đây là độ nặng này. Lúc này tí sẽ tỉa có độ mềm, nó sẽ mềm đi. Lúc này chỉ cần tí cần bấm một lớp phòng nhẹ đằng này thôi, nương hiểu không? Nhẹ một tí thôi để khuôn mặt nó sinh lên cái mái này, nó sẽ bay lên. Mái này tí tỉa mềm nó sẽ bay lên, nó rất là đẹp luôn. Đó. Lúc này thì bây giờ là, lúc này là bây giờ là sẽ bấm phòng và mềm hóa xong là nhẹ không tỉa, để nhẹ một tí xong rồi lên chụp, chạy đúng một lần nhẹ thôi. Mới cắt xong rồi khuôn mặt đã nhìn là nó đã hợp và đã xinh rồi đây, thế chưa cần phải làm đây, thôi được không phải làm đây, thôi được xinh thì có, làm lại xinh hơn, hợp bạn này hợp với tóc ngắn mà. Ok chào tất cả mọi người nhé, tí em sẽ làm livestream về kỹ thuật nhuộm màu cùng với tất cả 500 anh em, đó, em kết thúc live ở đây đây, hẹn gặp lại các bạn tí trong cái live nhuộm màu nhá.